Xin chào tất cả các bạn nhé. Những bạn nào mà đang dùng điện thoại iPhone chắc chắn các bạn cũng đã biết đến cái mục iCloud rồi. Và để mà sử dụng tính năng này thì có thể là nhiều bạn có thể là chưa biết hết. Và trong video ngày hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cách các bạn có thể bật sao lưu ảnh video lên iCloud dành cho điện thoại iPhone. Và mình sẽ nêu cho các bạn những cái trường hợp nào hoặc là những nhu cầu như thế nào thì các bạn nên bật tính năng này. Thì các bạn theo dõi nhé. Để thực hiện việc bật sao lưu iCloud ảnh video lên iCloud thì các bước thực hiện các bạn thực hiện như sau nhé. Đầu tiên các bạn vào cho mình mục cài đặt chung của máy này. Ở ngay phần đầu tiên thì các bạn sẽ nhìn thấy cái phần là ID Apple, iCloud phương tiện. Đó thì các bạn sẽ chọn vào cái mục này cho mình nhé. Đó các bạn chọn vào. Sau khi chọn vào thì các bạn kéo xuống cho mình cái phần là iCloud. Thì như các bạn đã biết thì ở trên iPhone các bạn có thể có 5GB iCloud dùng hoàn toàn miễn phí nhé. Đó. Khi mà hết 5GB hoặc là các bạn muốn nhu cầu mua thêm thì các bạn có thể đăng ký các bạn mua thêm ở trên cái phần là cửa hàng. Đấy, các bạn sẽ chọn mục iCloud này cho mình. Và tại đây thì các bạn sẽ chú ý đến cho mình hai cái phần để các bạn bật nhé. Đầu tiên là mục ảnh này, tiếp theo là sao lưu iCloud. Đó, mục này quan trọng này. Thì đầu tiên để bật thì các bạn sẽ chọn cho mình ảnh trước này. Đấy, đồng bộ hóa iPhone này thì các bạn đang tắt như thế này nhé. Các bạn bật lên như thế này. Đấy, các bạn đang bật này. Và đấy, thì các bạn hiện tại này, nếu mà bạn nào mà đang còn ít dung lượng nó sẽ thông báo nhé. Như của mình đây, hiện tại thì của mình đang chống có 1,2GB thôi. Nhưng khi mà các bạn cần thêm lưu giữ nhé, cần thêm dung lượng iCloud ấy, thì cần lưu giữ 14,17GB ảnh và video. Đó, thì hiện tại nếu mà của bạn nào mà nó đang không đủ ấy, thì các bạn phải tùy chọn nâng cấp nhé. Đấy, các bạn lưu ý cho mình cái phần này. Tiếp tục các bạn quay trở ra này, đến cái phần là sao lưu iCloud này. Các bạn đang tắt như thế này nhé, các bạn cũng bật lên cho mình. Thì thực chất cái phần sao lưu này như thế nào thì các bạn có thể vào cái mục tìm hiểu thêm như thế này để các bạn có thể hiểu rõ hơn. Đấy, sao lưu những gì và sao lưu hoạt động như thế nào thì các bạn có thể vào đó để các bạn đọc để các bạn hiểu hơn nhé. Nói chung sơ qua thì đây chính là cái phần là bộ nhớ đám mây. Đó, khi mà các bạn cần đổi điện thoại thường xuyên hoặc là các bạn hay dùng các thiết bị khác để đăng nhập vào iCloud thì các cái dung lượng, các cái phần ảnh video, cái dữ liệu của các bạn nó vẫn được lưu và các bạn không cần phải sao chép thủ công. Đấy, thì nó cơ bản như thế thôi. Đấy, thì như thế này là các bạn đã bật như thế này rồi nhé. Còn nếu mà các bạn chọn sao lưu bây giờ ấy, thì khi mà các bạn sao lưu thì cái bộ nhớ của các bạn phải đảm bảo là còn chống đủ để cho nó sao lưu nhé. Như của mình là 14GB, cần 14GB nhưng còn chống 1,2GB thì nó không thể sao lưu nhé. Đây, nó sẽ thông báo là sao lưu không thể hoàn tất do... Đó, thì mình đã nói rồi, mình không đủ bộ nhớ. Bạn nào muốn nâng cấp thì các bạn cần phải mua bộ nhớ thêm nhé. Ok. Tóm lại như mình nói, nếu bạn nào mà đang cần hay cần đổi điện thoại hoặc là đổi các thiết bị thì các bạn nên bật tính năng sao lưu này. Còn không thì các bạn nên tắt đi để hạn chế cái dung lượng nhé. Nếu mà các bạn bật sao lưu lên thì cần rất nhiều dung lượng ảnh và video. Đó là toàn bộ các bước để các bạn có thể bật cái tính năng sao lưu ảnh video lên iCloud dành cho điện thoại iPhone. Thì hy vọng thông qua video này, các bạn nào chưa biết đến tính năng này thì các bạn có thể tham khảo và làm theo các bước của mình nhé. Và có bất kỳ câu hỏi nào, các bạn hãy comment phía dưới phần bình luận video. Và đừng quên like, ủng hộ video mình. Và hẹn gặp lại các bạn trong những video gần nhất của mình.